Bạn có thích ăn kẹo không? Bạn có biết kẹo được sản xuất như thế nào không? Chúng ta cùng quan sát một buổi sản xuất kẹo diễn ra thế nào nhé. Bước đầu tiên chính là đổ đường vào nồi, quan sát sự thay đổi của nhiệt độ. Sau đó đợi đường tan trong nước. Khi đường đã sôi, ta sẽ đổ chúng ra khuôn đựng và thêm màu thực phẩm để tạo màu cho nó. Hôm nay ta cần 3 màu sắc khác nhau để tạo hình, nên phía bên phải sẽ nhỏ giọt màu đen. Trước khi các màu chảy lẫn vào với nhau, ta sẽ dùng kéo cắt chúng ra. Nhìn xem, lớp kẹo này còn ở trạng thái dẻo nên trông khá lạ mắt. Để gọn chúng sang một bên nào. Với lớp kẹo màu đen cũng làm tương tự như lớp kẹo màu vàng. Nhào đều tay, cho đến khi chúng trở thành một khối. Đến khi đã tách chúng riêng biệt, bây giờ chính thức vào quá trình làm kẹo. Đầu tiên là kéo dài lớp kẹo màu đen giống như làm mì ramen. Sau các bước làm như vậy, kẹo sẽ đều màu và trở nên cứng dần. Bây giờ là ghép các đoạn vào với nhau. Ý tưởng để làm kẹo cho hôm nay là nụ cười dễ thương của Crush. Tôi đã có thể nhìn thấy khuôn mặt cười ngay bây giờ rồi. Tuy nhiên, nếu bạn còn nghi ngờ về hình dáng của nó, chúng ta hãy cùng theo dõi đến cuối cùng. Nó có kích thước khá lớn nên những người thợ này phải kỹ thuật xử lý riêng. Sau khi bọc thêm vài lớp kẹo, đã đến thời điểm quan trọng nhất. Người thợ sử dụng phương pháp đặc biệt để kéo nó xuống kích thước của một viên kẹo bình thường. Đây chính là kinh nghiệm được tích lũy lâu dài. Nhìn cách anh chàng này nặn kẹo trông thật thần kỳ đúng không? Khi đạt đến độ dài nhất định, kích thước khối kẹo đã nhỏ lại và ta tiếp tục cắt chúng thành đoạn. Đây chính là hình dáng của chúng khi đã làm nhỏ kích thước. Đây chính là những thao tác cuối cùng. Lấy công cụ ra, cắt kẹo theo kích thước phù hợp. Cuối cùng kẹo có thể mang đi đóng gói và bán rồi. Bạn thấy chúng thế nào? Nếu có cơ hội bạn sẽ thử chúng chứ?